À, xin chào toàn thể quý anh chị đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản, chuyên nhà và đất khu vực thành phố Di An, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương và thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Hôm nay em chia sẻ anh chị mình một căn nhà ở trong này này quý anh chị. Đó, trên đường này nhá, đường thông nhá. Đường thông quý anh chị nhá. Đấy thì bây giờ em sẽ giới thiệu về cái kết nối của lô đất này trước đi ha. Đây quý anh chị, đây là phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương ha. Và khu vực em đang đứng đây gọi là khu dân cư Triệu Hoàng Long quý anh chị nhá. Khu dân cư Triệu Hoàng Long ha. Con đường phía trước đây quý anh chị là An Phú 17 này. Đây. Đường này là đường An Phú 17 quý anh chị nhá. Nó nối thẳng ra chợ Đông Đô á, ra chỗ An Phú 35 á. Đây là phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đấy. Khu này rất là đẹp quý anh chị nhá. Sầm uất ha. Nó gần vòng xe An Phú, chỗ này về vòng xe An Phú chỉ tầm 2-3 phút thôi. Di chuyển rất là gần nha quý anh chị nhá. Đây. Trước tiên là em sẽ quay cái con đường An Phú 17 này trước cho quý anh chị mình xem này. Đó, đây là đường An Phú 17 này. Đường này mình đâm thẳng ra đường An Phú 35 quý anh chị nhá. Đấy, từ đây ra đó chắc tầm 300m thôi, rất là gần. Đó. Từ đây ra đó 300m nha. Đấy. Khu dân cư Triệu Hoàng Long là khu này quý anh chị, nguyên cả cái khu này này ha. Còn trong này cũng có một khu nữa là khu An Phú 1 này quý anh chị. Đó, trong đây bên em cũng có sản phẩm luôn nha, trong này An Phú 1. Rồi thì bây giờ em sẽ chia sẻ cái lô đất ở trong này cho quý anh chị mình xem. Lô này rẻ lắm quý anh chị ơi, tính ra có khoảng 24 triệu một mét thôi. Ở 5 x 22 108 mét vuông, thổ cư 100% luôn, rất là đẹp. Thì bây giờ em sẽ di chuyển hẳn vào trong đó, em quay cho quý anh chị mình xem nha. Khu này thì xây dựng cũng rất là nhiều rồi quý anh chị ơi, xây dựng cũng rất là nhiều rồi ha. Đó, rất là đẹp nhá. Đây là mặt ngoài này. Đây. Con đường đi vào lô đất của mình là đây này quý anh chị. Chỗ này. Đây lô đất của mình đây. Đó, đường này đường thông nha quý anh chị nha. Phía trước đó là mình thông ra đường An Phú 35 nha. Đường này thông phía trước đó là đường An Phú 35 đó. Còn đường này đường khu dân cư này, đường này khu dân cư nha quý anh chị nhá. Đường này đường bê tông lọt lòng 6m, vỉa hè mỗi bên 3m nha quý anh chị. Đó là tổng đường là 12m, ở trong đó xây dựng nhiều lắm rồi. Đây quý anh chị thấy không? À, toàn nhà lầu không ha. Ở đây xây dựng tự do nha quý anh chị nha. Đó, khu này là khu xây dựng tự do, sổ riêng ha. Sổ là có sẵn hết rồi ha. Mua bán công chứng chuyển nhượng sang tên ngay luôn, hỗ trợ ngân hàng thoải mái cho quý anh chị mình. Đấy, rất là đẹp ha. Đây. Lô đất chia sẻ anh chị mình là lô này này quý anh chị. Lô này này. Nó quý anh chị thấy cái căn nhà đó không? Thấy căn nhà đó không ạ? Đó. Thì cái lô đất của mình nó giống như căn nhà đó luôn nha, nó thẳng ra tới đây này. Đấy. Đây thì vị trí của mình là từ đây này. Qua tới đây này quý anh chị ha, ngang 5 dài gần 22. Tổng là 108 m đó quý anh chị, thổ cư hết luôn á, thổ cư 100% luôn đó. Rất là đẹp ha, hướng tây nha quý anh chị nha. Hướng chính tây luôn. Phường An Phú, thành phố Thuận An ha. Đó, đường thông nha quý anh chị nha, rất là đẹp nha. Đấy. Lô này thì hiện tại bây giờ có mức giá rất là rẻ, chưa tới 24 triệu một mét, tính ra là chỉ có 2.550.000.000 thôi. Cho một lô đất 108 m², thổ cư hết. Đấy, ngang 5, rất là đẹp, hướng tây bắc. Quá tuyệt vời, lô này siêu rẻ quý anh chị, đầu tư mua ở rất là ok ha. Đó, rất là gần với chợ Đông Đô, cách chợ Đông Đô chỉ tầm khoảng 300m. Lên vòng xoay An Phú chắc tầm khoảng 2-3 phút thôi anh chị nha, rất là gần nha. Đấy, về Vincom là khoảng tầm 6-7 phút, Vincom Di An á. Còn đây là phường An Phú nha. Đó, khu dân cư đẹp là quý anh chị. Rồi, anh chị mình yêu thích lô đất này tại khu dân cư Triệu Hoàng Long này thì alo cho em Hải ha. Bên em chuyên nhà đất khu vực thành phố Di An, Thuận An và Thủ Đức. Em xin chào và hẹn gặp lại.